Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua thì chương trình của chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều thư của quý vị phụ huynh gửi về cho chương trình. Mà trong đó thì có một vấn đề mà có lẽ là quý vị phụ huynh cũng rất là quan tâm, đó là vấn đề phải chứng minh tài chính khi mà đi du học ở một số nước. Như vậy thì không biết là Tân Đại Dương của mình có những cái cách nào để hỗ trợ giúp cho, hướng dẫn cho phụ huynh học sinh có thể chứng minh được khả năng tài chính mình như thế nào, thì không biết là các bước giúp đỡ như cụ thể ra sao ạ? Chúng tôi luôn hỗ trợ hướng dẫn hình thức chứng minh tài chính phù hợp với từng hồ sơ cụ thể của khách hàng. Vì thế mà với những yêu cầu về chứng minh tài chính của lãnh sự, chúng tôi sẽ xem xét và hướng dẫn hình thức nào chứng minh tốt nhất cho hồ sơ. Ví dụ như các hình thức chứng minh tài chính bằng sổ tiết kiệm tại ngân hàng, thì Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn nộp các giấy tờ để chứng minh rằng cái nguồn gốc thu nhập đó từ đâu mà mình có. Nó phải tương ứng với số tiền hiện có ở ngân hàng. Nếu như mà có những hồ sơ không đầy đủ bằng chứng về thu nhập hàng tháng, thì Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn chứng minh bằng cách là làm hợp đồng tín dụng tại ngân hàng, hướng dẫn cách xác nhận thu nhập cụ thể. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giải trình tài chính một cách hợp lý, rõ ràng theo từng trường hợp hồ sơ. Bên cạnh đó thì cũng có những trường hợp nếu như mà ba mẹ không có đủ khả năng bảo trợ tài chính cho con, hoặc là không thể cung cấp được những bằng chứng về thu nhập hàng tháng, thì theo yêu cầu của luật lãnh sự quán Úc thì vẫn được phép nhờ người thân bảo trợ, miễn là phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ. Thì Tân Đại Dương, trong những trường hợp này, Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho học sinh xem xét giấy tờ của người thân và lựa chọn người thân tốt nhất để mang đến cho hồ sơ của học sinh đạt được kết quả cao. Và những trường hợp này thì chúng tôi đã làm thành công rất là nhiều hồ sơ cho khách hàng tại công ty. Cuối cùng cũng xin chia sẻ một điều rất là quan trọng khi mà nộp đơn xin visa du học Úc. Thì trong suốt quá trình mà lãnh sự quán Úc xét hồ sơ, thì nếu như hồ sơ nào có thắc mắc, lãnh sự quán Úc có thể phỏng vấn phụ huynh hoặc là học sinh. Thì Tân Đại Dương cũng có bộ phận chuyên dạy phỏng vấn cho phụ huynh và học sinh, để phụ huynh và học sinh có được cách trả lời tốt nhất, thuyết phục lãnh sự quán nhất, để hồ sơ của mình đạt được kết quả cao. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.